Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Minecraft. Và ngày hôm nay mình sẽ mở một series hoàn toàn mới, đó chính là Minecraft Công viên Khủng long. Ok, thì trước khi bắt đầu vào game, mình sẽ xin sử dụng một cái lệnh, đó chính là Game Rule Keep Inventory nha các bạn. Đây là lệnh chết không mất đồ à. Vì cái series này chủ yếu mình sẽ đi xây dựng cũng như là hồi sinh lại những con khủng long đó. Nên là mình sẽ hạ thấp cái sinh tồn xuống một tí. Đầu tiên thì chúng ta phải lấy gỗ thôi anh em ơi. Để mình chặt xong cái cây này cái đã. Ở đây thì mình đã cài một cái gói mod riêng của mình. Mình đã liệt kê ra những cái mod mà mình còn thiết đó. Rồi đó, đây là mod Fast Leap Decay nha các bạn đó. Nó sẽ cho chúng ta rụng lá nhanh đó. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành chế tạo những cái tool đầu tiên. Thì đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái cúp nè và một cái rìu. Hai cái này là đủ. À, tạo thêm một cái kiếm nữa chứ. Ok. Ồ, mấy con gà sao nó bị tấn công hay sao vậy? Hình như nó bị tấn công các bạn ơi. Để mình coi con gì tấn công nó cái đã. Ồ, con này. Này hình như là raccoon, con này hình như con chồn hay con gì ấy nha. Ui, nhìn ghê vậy. Thôi, mình sẽ không dây dưa với bọn nó nữa. Bây giờ mình sẽ đi chặt cây à. Mình có cái mod chặt cây nhanh à. Và Van Miner đó các bạn. Van Miner kết hợp với Phát Lip Decay nó sẽ ra như thế này. Rất là tuyệt luôn. Ở đây có mấy con quạ nè. Trời ơi, rất là nhiều. Mày hả con? Rồi, như đây gỗ là đủ rồi ha. Mình sẽ tạo luôn đó, một đống que như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi làm thịt mấy con gà để chuẩn bị hành trình. Đầu tiên chúng ta phải đi đi đào mỏ thôi. Đi xuống hang. Mình để mình qua đây coi thử. Ồ, bên đây nó có thêm mấy con cừu nè. Xịn nha. Cừu thì mình sẽ giết để mà lấy lông. Thường thì chúng ta cũng có thể tạo một cái kéo để mà cắt. Nhưng mà thôi. Thì đây là cừu trong cái bản mod phiên bản 1.7.10 nha các bạn. Nên nó không có thịt. Nó khác với phiên bản mà chúng ta đang chơi hiện tại. Là những phiên bản cao cấp hơn. Rồi, có mấy con heo nè. Tính chạy trốn hả mày. Mình sẽ rượt theo mình giết nó. Ây da, sao nó leo được trên đây hay ta. Ở đây đây, nó đây. Mày nè, nó chết trên cây rồi. Mình phải chặt cái cây này xuống mới được. Ồ, thịt heo nó còn dính ở đây luôn. Rồi à, như vậy mới được chứ. Và số gỗ. Qua đây thì mình sẽ giết thêm một vài con heo nữa để mà chuẩn bị luôn cái nguồn thức ăn cho tương lai à. Mới vào game mà. Cái này nó cũng hơi ác độc một tí nha các bạn. Ồ, có rắn cái kiểu rồi nữa nè. Có ngựa vằn. Ui, rắn thì đừng có quất tôi nha. Rắn không mang các bạn ơi. Ghê vậy. Phình cái mang lên kìa. Ok, ngon stream rồi ha. Wow, ở đây là một vùng đồng bằng khá là rộng lớn. Mình nghĩ chỗ này làm một cái công viên cũng được đấy các bạn. Ồ. Oh, có con mèo hả? Kitty. Wow, xịn nha. Rồi, để mình đi ra ngoài này thử có gì hết không. Quất trái táo cái đã. Để mình mở rộng thêm. Cái chỗ này thử có gì không. Có khá là nhiều bồ câu ha. Và chỗ này thì nó có thêm. Ồ, mấy con vịt nữa các bạn ơi. Và cừu thì mình không cần. Cừu nhiều quá vậy. Có mấy con dê nè, gấu trúc và gấu bình thường nữa nè. Bên đây thì có heo. Và vùng đen đen bên đây, đó chính là vùng đầm lầy đó các bạn. Nhìn rất là kinh khủng ha. Ok, chơi mày luôn. Mày nè con. Mình phải dứt mấy con heo nữa mới được. Để chúng ta có thể có được một cái nguồn thức ăn dồi dào. Rồi. Quá ngon luôn. Ui ui, có con heo rừng. Wow, heo rừng nhỏ xíu mà nó cũng cho mình thịt nữa nè. Ồ, bên đây có bò nè các bạn.
Mình đang tìm kiếm là mấy con này nè. Chính là những con bò. Nó sẽ cho mình da để mình có thể chế tạo được ba lô. Nhưng mà phải 8 con chúng ta mới được một cái ba lô mới được. À, 8 miếng da chúng ta mới được một cái ba lô là. Thôi kệ. Có con hơn không? Có gà cái kiểu đó nè. Có con gì mình dứt con đó. Thời gian đầu thì nó hơi làm những công việc đơn thuần thôi, đó chỉ là để sinh tồn. Mặc dù có keep inventory rồi nhưng mà cũng phải sinh tồn. Chứ không là nó gần như là gian lận, nó cũng không có hay cho lắm. Cho mày một bú nè con. À, một rìu chứ. Gà đây nhiều quá vậy. Mày nhìn cái gì? Biết cái gì mà nhìn? Ây da, chạy chạy. Ok. Để mình kiếm cái chỗ nào ổn định mà mình để mình đào đá cái đã. Rồi. Hồ câu gáy rất là căng luôn. Thôi, chỗ này có chỗ nào có cái hang nào hot không? Trời ơi. Ồ, có con chuột chuỗi nữa các bạn. Xịn nha. Wow, con dê. À, con dê này nó cũng cho mình da nữa các bạn. Và nó cực kỳ ăn tạp luôn nha. Rồi, mình không may mắn rồi. Để mình ra mình dứt con này thử. Ôi, ui, các bạn thấy nó hút mình không? Này quan trọng là nó cho da. Ồ, giờ mình biết rồi, con dê có sừng nó sẽ hút rất là kinh khủng. Ok, mình có gì mình sẽ ném cái con đó ra. Nó ghê quá. Rồi. Như trời nó cũng sắp tối rồi. Để mình nhanh chóng kiếm một cái hang để mà trú thân cái đã. Ở đây mình sẽ đào đào đá nè. Chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp các cái tool bằng đá lên. Hiện tại thì mình vẫn chưa có than. Cũng được, từ từ thì chúng ta sẽ đi đào than sau. Rồi. Để mình đào cho nó gãy cái cúp này luôn đi. Sẵn mình còn tạo thêm mấy cái cúp đá nè, mấy cái lò cũng như là mấy cái tool khác bằng đá. Ok, nó gãy luôn rồi. Đây mình sẽ tạo sẵn luôn hai cái cúp bằng đá đi. Ngon stream. Tạo trước luôn hai cái lò nè. Và ở đây thì những cái lò này mình sẽ cho nó nấu lên, nấu đồ lên. Wow, quá chừng đồ luôn. Nấu trước thịt gà và thịt heo. À, thịt gà và thịt thịt bò chứ. Ui, có mấy cái hạt giống nè, để mình vứt ra cái đã. Ok. Rồi. Đặt cái giường chỗ này đi. Ây da, mình sẽ tiếp tục nâng cấp những cái tool. Ở đây thì mình sẽ nâng cấp luôn cái này. Tala Stone Axe nè. Stone Shovel. Và một cái cuối cùng đó chính là cái cây kiếm đá. Tala xong xuôi luôn. Làm mấy miếng thịt gà. Quá ngon. Rồi, đợi miếng thịt gà này nấu xong mình sẽ chia cái số thịt heo này. Đó, chia vào giờ nó nấu.
Và nấu bằng cái mấy cái sapling á, mấy cái chòi á thì nó cháy rất là nhanh thôi, các bạn phải cần liên tục bỏ lửa vào. Ồ, cái hồng nó sẽ cháy hết á. Rồi, ở đây chắc thêm một cái đuốc nữa đi cho nó sáng. Trời, nó cũng tối rồi kìa các bạn. Thôi, để mình tranh thủ đi ngủ phát đã. Tí nữa quái nó tấn công vào là ngon rồi. Ở đây nó vẫn chưa nấu xong rồi các bạn. Nấu lâu quá à. Nấu lâu thì chúng ta lại đào ra tiếp thôi. Rồi. Sau khi rời khỏi cái hang này, mình nghĩ là nên tìm một cái hang nhân tạo để mà tìm kim cương được cho nó dễ. Chắc lúc đầu thì mình chỉ lo tìm sắt thôi. À, lại có than nữa nè. Ngon. Quá đã. Ồ, nước 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 nước. Ôi, không ổn rồi. Trời ơi. Tự nhiên cho có nước chảy vào. Nguy hiểm thiệt chứ. Ok, nước ở trong đầu mình luôn. Wow. Rồi, mình nghĩ là nên dọn đi được rồi á. Thì muốn đào được hóa thạch ở trong cái công viên khủng long này thì các bạn phải cần có những cái tool bằng sắt nha. Đó, chứ bằng tool bằng đá thì nó sẽ phá hủy mấy cái hóa thạch đó ngay. Rồi, bên đây thì nó có thêm một cái ngọn núi gì nè. Ồ, và mình thấy mờ mờ xa xa khi là ra cái hóa thạch nha các bạn. Để mình qua cho các bạn coi. Trước khi đó để mình qua mình giết mấy con ngựa rồi thử coi nó có gì hết không. Rồi. Kêu rất là căng luôn. Wow, nó có da. Thứ mình đang cần. Ồ, con này thì không rớt da. 6 miếng da à. Không đủ. Chỉ nhất một con nữa. Chúng ta phải cần 8 miếng cho một cái ba lô. Con này cũng không rớt luôn. Ui, hết hồn bây. Con rắn này nam mưu nó làm gì mình đây. Nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ qua bên đây và giết thêm. Ui, con này cũng không có luôn. Con đang rớt ở đây nè. Đang bị kẹt chứ. Xong tiền mình giết nó luôn. 7 miếng da, trời ơi. Lầy quá chừng luôn. Rồi, đủ nè. Con dê này thì nó ăn rất là tàu nha các bạn. Mình mà rớt cái gì ra là nó quất cái đó liền á. Kinh khủng lắm. Rồi, chúng ta sẽ chế tạo một cái ba lô nhỏ. Muốn cái ba lô bự thì các bạn phải cần phải có chỉ và khá là khó. Nên thôi. Chỉ thì chúng ta phải giết nhện thôi. Tụi này là cách duy nhất rồi. Ok, tiến hành xuống cái này. Trời ơi, một cái hang nó ngõ cụt. Không hay chút nào. Mình lên lại thôi. Ồ, bên này nó có. Ồ, sắt nè các bạn. Và zombie. Hello mày.
Hello mày. Cho mày chưa. Ồ, thêm con nữa nè. Ây da, tôi bị cháy vậy. Ây da, không xong rồi. Ôi, ôi. Trời ơi, mình bị cháy chết luôn các bạn ơi. Không tin được. Nhưng mà không sao. Cũng được rồi. Đây thì mình sẽ đào sắt ra, mình sẽ tiến hành nấu nó đi. Hơi buồn. Hơi buồn trong tập đầu. Nhưng mà thôi, cũng không thể tránh khỏi. Quá bất cẩn rồi. Đây thì chắc sắt hơi nhiều hen. Sẽ tiến hành cho nó nấu đi. Một cục than là đủ rồi. Đó, cho nó nấu cái số sắt đó đi. Và mình sẽ lấy hóa thạch. Đó. Cái này còn gì hết nữa không? Wow, còn than, nên là hết rồi. Cái hang không có gì. Làm tốn một mạng của tôi. Định mệnh á. Rồi, nó thôi. Ai da. Ai ai bấm lộn. Trời ơi, mém tí là chết luôn á. Ở đây mình sẽ tạo luôn cho mình một cái cúp bằng sắt nha các bạn. Cúp sắt. Đó, có cúp sắt là chúng ta có thể lấy được hóa thạch. Do mình có ven miner á nên đào rất là lẹ luôn. Cha là. Ồ, trong đây nó còn hóa thạch nữa nè. Ồ, còn xương nữa nè. Kết quả đầu bơi chúng ta đã có được 4 khúc xương, 2 cái biofossil, hóa thạch sinh học, một cái plant fossil, và một cái relic grab, một cái mảnh gì đó cổ đại ấy các bạn. Hóa thạch cây nè, hóa thạch sinh học và một cái gì đó cổ đại. Rất là đã ha. Ok, vừa đủ luôn. Sorry. Bấm nhầm. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đào đồ và lên đường thôi. Số này mình sẽ tạo cho mình một cái mũ trước đi. Cho nó an toàn hơn một tí. À, có còn hơn không. Rồi, lên đường nào anh em ơi. Tốn một mạng của mình rồi. Nhưng không sao, vì mình đã xin các bạn cho dùng lệnh cái inventory rồi. Dưới đây có một cái hang ngõ cụt. Trời ơi, tưởng gì hết. Một cái hang nữa nè, và trên kia có hóa thạch nữa kìa. Rồi, có con sâu gì nè. Ghê vậy. Ta-da. Ngon stream. Wow, trong đây có sắt nè. Có sắt thì lấy sắt luôn. Wow, có than nữa nè. Lấy than luôn. Đã chưa? Quá tuyệt vời luôn. Lại có than. Tiếp tục lấy than. Trời ơi, đồ đạc rất là nhiều luôn. Thế là mình đã lên được level 9 rồi. Sắp lên được cấp 10. Để qua đây lấy mỏ hóa thạch cái đã. Được thêm hóa thạch nữa. Wow, bên đây còn có hóa thạch nữa nè các bạn. Hóa thạch bá chừng luôn ha. Nãy có cái con dồi nó bò. Ghê vậy. Con nhộng chứ. Bây giờ để mình lên núi coi thử. Trên đây có hóa thạch luôn nè. Hóa thạch everywhere vậy. Ở đâu cũng có hóa thạch là sao. Wow, quá xịn luôn. Lần này mình đào được một cái đầu lâu các bạn ơi. Số đá này mình sẽ tiến hành cất từ từ vào. Đây, cất mấy cái này vào. Mấy cái rotten flat này như nông được không ta? Hình như là không nung được các bạn ơi. Để mình coi thử. Rồi, không nung được. Phải có cái mod để mình nung cái rotten flat này thành da nè, nó mới hấp dẫn. Mình không có thì thôi cũng được. Cất cái đồ không có cần thiết lại vào. Đó. Có thêm than, mình lại đào thêm than. Quá xịn luôn. Đây có cục đá gì vậy? Slam, Slamton. Đây là một trong những đá của mod Chisel nha các bạn. Ồ, con hổ, hổ vằn các bạn ơi. Ồ, xịn xịn. Lâu rồi mình mới thấy con hổ vằn á. Rồi, sao mày kêu kêu cái gì thế? Đừng ăn thịt tao nha.
Tao không biết gì đâu đó. Ngon stream. Trước mặt có bò nữa kìa. Hơi khát nước tí, lâu rồi mình làm video lại. Mong sự trở lại này được các bạn ủng hộ. Ok. Làm miếng thịt gà. Ngon. Ngon quá chừng. Mấy cái hoa thạch này rớt ra xương cũng khá nhiều ha. Ổn chứ bộ. Trên đây có gì không? Trên đây có than. Có than thì lụm than luôn. Và có con rắn nữa chứ, hai con rắn. Để mình kiếm mấy con bò để mình dứt cái đã. Than cái kiểu con đà điểu luôn. Lấy than thôi. Trời nó cũng sắp sắp tối các bạn ơi. Để mình canh, mình đi ngủ sớm. Đây mình chỉ sợ là quá giết thôi. Quá giết với lại lava nó cháy mình. Bạn thấy nãy nó cháy ghê không? Kinh khủng thiệt. Thôi, đi ngủ phát nào. Đi ngủ một phát. Trước mặt có cái hóa thạch luôn. Thế mà không nhìn thấy. Thì ngủ như vậy để trời nó sáng thôi. Chứ mình không có lưu lại cái địa điểm spawn. Mình được một cái đầu của con Rhaosaurus các bạn ơi. Xịn nhen. Thôi qua đây giết một mớm ngựa với gà đi để kiếm thêm da. Mấy con này nó hiếm ra da quá vậy. Con gà thì mình giết để lấy thịt thôi. Một vẹt là chết thôi. Con gà này yếu lắm. Mày này con. Gà thì con ngựa này nó rớt ra da nè, mà chẳng qua nó rớt lâu thôi. Tính chạy hả mày? Rồi, chỗ này còn gì nữa không? Ây da. Ở trên kia còn hóa thạch. Hóa thạch nó ở trên luôn. Kinh khủng thiệt. Hóa thạch mà trên trên bề mặt luôn. Sao mà chơi nữa? Đây là những hóa thạch gọi là lộ thiên đó nha các bạn. Ngoài đó chúng ta cũng có những cái hóa thạch ở dưới lòng đất nữa. Nó rất là xịn luôn. Và dưới đây chúng ta có thêm xịn ha. Có vẻ như tập đầu chúng ta không cần phải đi xuống hang rồi. Ở đây mình gặp được hai con sư tử các bạn ơi. Một con cái và một con đực. Và nó tên là Big Cat. Những loài mèo lớn. Ok. Ây da. Cái này sâu quá. Cho mày cục đất nè. Gầm gừ cái gì. Rồi ổn định. Trên kia còn bò nữa kìa. Mới tập đầu như vậy là quá ngon rồi. Ok. Để mình lên trên cao thử nó còn có gì nữa không. Chắc lên đây chúng ta sẽ gặp thêm một mớ hóa thạch nữa quá. Hello mày. Con rắn này nó khè mình. Ôi quất mình thiệt các bạn ơi. Và nó cho độc mình luôn nè. Đâu rồi. Chúng ta có được một cái trứng rắn rồi. Con này nó làm cho mình bị dính độc các bạn ơi. Kinh khủng. Gì nữa vậy? Tính làm cho tôi dính độc nữa hả? Nên mình cắt hết mấy cái đồ này lại đi. Đó. Chúng ta chắc nghĩ nên là cần chế tạo luôn hai cái ba lô nữa. Hai cái ba lô nữa cho nó ổn định đi. Rồi, số còn lại thì cất lại. Cất vào. Ngon stream. Cất cái ba lô này vào luôn. Không thể xem thường mấy con rắn này được. Sao nó chặn đường của mình lại rồi. Trong đây thì cũng không có gì hot cho lắm. Đi ra ngoài thôi anh em ơi. Hú hồn. Mém tí là bị chết thêm bạn nữa rồi. Là nguy hiểm.
Ngon như vậy chứ. Wow, núi này thật là cao ha, kinh khủng. Thôi ây da, dưới đây nó còn có thêm mớ hóa thạch nữa nè, và một cái hang hả, một cái hang có đường cục không vậy? Đừng nói với tôi luôn, trời ơi, một cái hang ngõ cục. Nhưng mà thông qua cái hang thì mình gặp được một cái ngôi làng các bạn ơi. Và mình thấy nhà của anh thợ rèn gì đó nữa. Rồi bây giờ chúng ta cùng tiến hành đến ngôi làng đó nào. Ồ, và đây, đây là người sói các bạn. Đó, nó sẽ rớt mấy cái đồ ra cho mình nha. Khi mà trời tối thì chúng nó sẽ biến thành nó sẽ hiện nguyên hình nha các bạn. Các bạn mà thấy thì nên giết đi là cùng, chứ để nó làm hại chúng ta đó. Lúc đầu mình cũng không biết, cho đến khi nó biến thành người sói rồi nó giết mình luôn. Kinh khủng thiệt. Ai, đúng là không nên tin, không nên tin ai trên đời cả. Là nguy hiểm. Ok, để bây giờ mình tiến hành di chuyển qua cái làng bên kia cái đã. Ây da, đau. Sư tử nè, gầm gừ ghê quá. Đi mai vòng vòng nãy giờ mình cũng đạt được cấp 21 rồi, quá đã luôn. Có mấy con heo. Mày ép cái gì? Một ngôi làng và có bò dưới đó luôn. Xinh nhiên. Hồi nãy mình có cái trứng rắn các bạn, bạn có thể dùng cái đó để mà ấp cho cái con rắn nó nở. Cũng khá là thú vị đó. Và rắn với lại mấy con này nè, con báo với con sư tử hổ đồ cái kiểu là do cái mod MO Reactor đấy các bạn. Mod đó rất là xịn luôn, chuyên về động vật mình rất là khoái. Ok rồi, anh đi giết thêm mấy con bò cái đã, giết thêm con bò làm nguồn lương thực, là làm nguồn thức ăn chính chứ. Trời ơi, bò ở đây rất là nhiều luôn. Trời ơi, một nuôi bò đã vậy. Rồi để mình giết mấy con ở khu trên đi. Trận này tập hôm nay giết bò quá nhiều rồi. Trời ơi, bò kìa. Wow, rất là nhiều bò luôn, kinh khủng. Ta phải né mấy con dê ra nữa, chúng nó hay qua ăn cắp đồ đồ của mình lắm. Ồ, đây có mấy con công nữa nè. Turkey. Trước tiên để mình đi vào trong đây, tiến hành đặt mấy cái giường và cho nó nung đồ cái đã, cho nung đồ ăn, cho nung sắt cái kiểu ra. Đến chạy hả mày? Đâu có được, mày không có chơi vậy được. Rồi, hôm nay mình sẽ cất cái này luôn. Rồi. Ăn creep. Sao là chúng ta được một cái giáp và khá là may mắn. Ở đây chúng ta được ba cái whip nữa nè. Xịn ha. Rồi, đập cái này ra đi. Cái này cũng không có cần thiết cho lắm. Đây mình sẽ để ở trên đây đi. Rồi. Oh man, tiến hành tạo thêm. Đây chắc mình sẽ tạo. No, mất cái crafting table của mình rồi. Cho nên nó nung đá làm gì vậy? Rất bị khùng mà. Cái này hơi bị chật một tí, nhưng cũng chắc không sao đâu. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái crafting table đâu đó, chắc chỗ này đi, cho nó dễ dàng sử dụng hơn. Và bên đây nghĩ là một cái nữa. Đó, crafting table. Ok, mình tạo luôn hai cái lò đi, hai cái lò nữa. Rồi, ổn định ha. Đây nó là quá tuyệt vời rồi. Vô đây mình sẽ tiến hành
Dọn dẹp cái này cái đã. Rồi, xịn. Khá xịn. Cắt hết trong đây. Mình còn chế tạo cái gì nữa ta? Nên là thêm 3 cái rương nữa đi. Vừa đủ 3 cái rương luôn. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Và chỗ ngủ đây. Ok. Để mình dọn hết mấy cái này ra cái đã. Wow, đồ đẹp rất là nhiều luôn. Có 4 cục sắt hả ta? Bây giờ tôi đào mà có 4 cục sắt vậy. Trời ơi, tưởng nhiều lắm chứ. Rồi, than rất là nhiều ha. Ngon. Đầu tiên mình sẽ cho nó nấu thức ăn trước nè. Chia cho nấu thức ăn hết. Còn da rồi thì chắc không sao đâu ha. Rồi, sẽ còn lại mình sẽ tiến hành đem nó vào trong đây. Couple stone. Còn để lại không? Kéo ra hết đi. Để lại một nửa thôi. Số còn lại vứt vào trong đây hết. Mấy thứ này chắc vứt đi. Vứt vào trong đây hết đi. Nếu cần chúng ta sẽ tiến hành lục ra sao. Trứng rắn nè. Và một cái block nè. Hòa trời, nó cũng bắt đầu tối luôn kìa. Kinh vậy. Rồi cho nó nấu luôn thịt. Rồi thế là đủ rồi ha. Để mình chặt cái cây nào chỗ đây đi. Nhìn nó tối tăm khá là kinh khủng. Rồi, đây chặt luôn. Nó sẽ tạo ra cái mối nguy hiểm cho cái căn nhà của mình đó. Rồi tạo cái ba lô. Ba lô rafting. Nên tạo ông ta. Nghĩ là nên tạo đó. Đặt đây một cây đuốc nè. Bên đây cây đuốc. Và trước đây một cây đuốc. Sau còn lại mình sẽ tiến hành thắp sáng quanh cái đây. Quanh cái nhà của thợ rèn. Bây giờ nó đã trở thành cái nhà của mình rồi. Quá tuyệt. Ngon. Để mình tạo trước một cái ba lô rafting. Đây là công thức. Đây là workbench bắt nha các bạn. Nhìn rất là xịn luôn. Rồi, sau này mình sẽ cho nó cất vào đây hết. Nhầm. Cho nó vào trong đây hết mới đúng. Ba lô này cho vào trong đây. Miếng da này cho vào trong đây luôn. Ok. Ngủ một phát nào. Bây giờ mình sẽ trở lại cái hang hồi nãy. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ tiến hành ráp cái này cái đã. Đó. Khi các bạn bỏ đủ cái stick và cobblestone vào đây, các bạn có thể lấy cái thanh tonsaw này ra nha các bạn. Đó. Lấy cái những cái vật phẩm mà các bạn chế tạo trong đây. Còn mà khi các bạn đặt như thế này, nó sẽ không có mất gì hết. Khi các bạn lấy ra nó mới mất thôi. Đó. Rồi bấm clear này để mà xóa cái công thức đi. Rất là tuyệt luôn. Bọn nhân làng này nó ồn ào thế nhờ. Thôi kệ nó đi. Nãy mình tìm thấy cái hang ở đâu vậy ta? Hình như ở ngoài này nè. Không biết đúng không. Ngoài này đúng không ta? Đúng rồi. Xém tí là lẹt. Ok. Hang cũng rất là ổn. Quá rộng luôn. Wow. Có được sắt này rồi các bạn ơi. Wow. Trong đây nó còn có thêm mấy cái fossil nữa. Hát thạch. Fossil. Ồ đây nữa nè. Mém tí là bỏ qua rồi. Lên fossil nè. Relic grab. Đây còn gì hết nữa không? Bên đây. Đó. Chỗ này nó khá là tối ha. Ok, cầm cái đuốc đây đã. Khá tối thật chứ. Để mình coi có chỗ nào ổn định không. Mình sẽ tiến hành đào xuống dưới đi. Ok, đây mình sẽ tiến hành đào xuống tầng 11 để mà tìm kiếm thử kim cương nha các bạn.
Thử tầng của mình đang ở là tầng thứ 45 rồi. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những cục kim cương. Ở đây thì mình sẽ lắp lắp lại bằng lam ton. Và nhớ các bạn chơi thì nhớ cắm đuốc nha. Tại vì đây là game sinh tồn. Khá là nguy hiểm đó. Ở đây mình đang rất là sợ lava rồi. Trong game này mình khá là sợ lava và Reaper. Không ngờ lava nó có sức mạnh kinh khủng như vậy. Trời ơi. Hồi nãy nó đốt mình. Căng thật chứ. Ủa? Ôi, coi cấp mình không tự thay thế nè. Thường thường thì nó sẽ tự thay thế mà. Ok, lắp lại nè. Rồi, đúng rồi. Tiếp tục cuộc hành trình. Xuống được tầng 34 rồi. Ở đây thì mình sẽ tiến hành lấy cái cây sâu ra để mình xài. Đó. Trời ơi. Ở đâu ra mà revel nhiều quá vậy? Sỏi quá chừng quá đất. Ở đây mình sẽ đặt cho nó xuống cho nó lẹ. Và mình lại tiến hành rồi lắp cái đường bằng sỏi luôn đi cho nó đỡ tốn kém. Rồi, ngon. Wow. Hóa thạch nè. Ngại gì mà không lấy. Ok. Ok. Rồi. Đây mình sẽ lắp bằng cobblestone chứ không có lắp bằng mấy cái kia được. Lắp nó rớt xuống đi đụng đầu nữa. Đây. Tiếp tục. Phải đào thêm tầm 10 tầng nữa thôi anh em ơi. Ok, cố lên nào. Ồ, có thang nữa nè. Wow. Chúng ta phát hiện được mấy cái đây cái gì? Mình được một cái miếng thịt đông lạnh rồi. Đây là frozen meat nha các bạn. Và attack của nó là 7. Cái này attack có 5 mà. Trời ơi, kinh khủng không? Các bạn thấy độ kinh khủng của nó chưa? Thịt đông lạnh này có thể đập đầu đập bể đầu đó. Trời ơi, rất là đã nha. Đây, đây mình sẽ lắp lại. Đây là cái ven à, đây là cái chỗ đi mai của mình nó được ổn định hơn. Ở đây chúng ta lại gặp lại sỏi nữa rồi. Sỏi hoài vậy. Tầng 17 vẫn còn sỏi. Tầng này cũng còn sỏi đúng nè. Ok, thêm thêm mấy tầng nữa mình sẽ cắm thêm cây đuốc nữa nè. Rồi, sáng trưng luôn. Và đây là tầng thứ 12. Ok, cuối cùng mình cũng xuống được tầng thứ 11 rồi nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành đào một cái nơi mà 3 x 3 đi. Cao 3 ô, rộng 3 ô, dài 3 ô hết. Đó. Để mình tiến hành đi mai một cách có hiệu quả nhất. Ồ, chú gì ra cục kim cương đầu tiên rồi. Và mục đích của tập hôm nay đã có rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi. Cục kim cương đầu tiên. Cho một nùi luôn. 7 cục kim cương. Quá đã. Wow, xịn nha. Ok. Quá tuyệt vời. Còn gì bằng nữa. Đây mình sẽ lắp lại hết bằng cái này. Đó. Rồi, khi có một cái phòng 3x3 rồi. Mình sẽ tiến hành đào qua bên đây trước nè. Các bạn đào qua bên trái bên phải gì trước cũng được. Mình sẽ đào một cái đường thật là dài luôn, càng dài càng tốt. Để mình dễ đi mai một cách hiệu quả nhất thôi. Ok. Wow, đây có hóa thạch các kiểu nè. Và nhớ các bạn vừa đào vừa cắm đuốc nha, cho nó an toàn để quái nó đỡ spawn ra nữa. Rồi. Ok, trên đầu mình nó lủng một lỗ nhưng mà không sao. Đây mình sẽ sử dụng cúp sắt luôn. Chắc chúng ta cũng đang dần tiến hóa qua sự thời kỳ đồ sắt rồi.
Wow, ở đây chúng ta gặp được một cái gì đó rất là xịn luôn. Như là một cái hang thì phải. Và cái hang này nó có thêm sắt nè. Ngon. Ok. Có thêm sắt là được rồi. Cắm cây đuốc ở đây, chờ quái nó đỡ spawn ra. Trên đây thì có gì hết không? Ồ, có vàng các bạn ơi. Nhưng mà phải lắp cái này cho nó lẻ cái đã. Mình rất là sợ lava rồi. Không dám để cho lava nó lộng hành nữa. Ok. Cuối cùng cũng mất. Có thêm sắt nữa nè. Quá đã luôn. Còn gì bằng. Coi kỹ trên đầu thử còn cái gì nữa không. Rồi. Có vẻ như chúng ta đã khám phá xong một cái hang, một cái khe nho nhỏ. Rồi, ở đây thì chắc mình sẽ đào còn dài nữa ha. Nên mình sẽ lắp hai bên đi. Đó, như chưa có chuyện gì. Mình sẽ đào thêm một đường nữa đi. Ở đây thì mình chỉ làm mẫu thôi để mà khi kết thúc tập 1, tập 2 mình sẽ tiến hành ven, đó, tiến hành mai đi mai một cách thông minh, một cách có hiệu quả nhất. Đó. Ok, ổn định. Đó, ngon rồi. Rồi, ở đây mình chỉ là mẫu thôi nha. Rồi, cách ở như này mình sẽ tiến hành đào một cái ô. Ồ, đây là ô fossil. Quá xịn luôn. May mắn quá. Chúng ta sẽ đào được 5 x 5 nha các bạn. À được, đào được chiều dài là 5 nha các bạn. Và cách hai ô mình sẽ đào được một cái như vậy. Đó. Để mình có thể nhìn được hai bên cho nó dễ dàng hơn. Mình có thể tìm kim cương hoặc là tìm những cái khoáng sản khác nó một cách dễ dàng nhất. Đó, bạn thấy không? Quá tuyệt vời luôn. Rồi còn gì bằng nữa. Đó. Cái này thì phải lắp lại cho nó an toàn đi. Để như vậy không được. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình đã có được cho mình một một số trang bị hữu ích, cũng như là chúng ta đã đào được hóa thạch, cũng như là cái này là Broken Ancient Helmet, một cái mũ cổ đại của người sói hả ta, nhìn rất là xịn. Ngoài ra mình cũng có tìm cho mình một cục thịt đông và quan trọng nhất là 7 viên kim cương, quá tuyệt vời rồi. Thì chỗ trú của mình thì mình sẽ tu bổ trong mấy anh dân làng sau. Thôi các bạn đã xem video này, nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Minecraft và nhớ chia sẻ để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.